Xin chào mọi người và đặc biệt là các em gái tuổi canh thân. Đây là video clip anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về tử vi của năm Canh Tý cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà người ta nói rằng là canh cô mầu quả nhiều, nhiều người đồn, nhưng mà thật sự ra không phải tất cả mọi người cô tuổi canh thân đều có cái cung canh cô mầu quả đâu. Tùy vào ngày tháng năm sinh, nhất là chỉ chủ tâm là vào những người mà sinh vào khoảng cái mặt trăng tối, tức là khoảng từ ngày 27 ha cho tới ngày mùng 2 đó, thì thường mấy người mà sinh vào cái khoảng thời gian này ở trong tháng và các tháng xung đó, thì mới có cái bị quả tú chiếu mạng, tức là phải có sống một cuộc sống cô độc. Nhưng mà quả tú có chiếu mạng đi nữa thì nó là như vậy nè, người canh thân đừng lo lắng. Quả tú không thể nào, rất hiếm cái người mà có bị cái sao quả tú nó trong mệnh, nó đi cả một con đường đời, tức là sống không có gia đạo cực khổ, mà quả tú có thể là nó chỉ có chiếm một đoạn đường đời nào đó thôi. Ví dụ như 60 năm của mọi người già như vậy, thì nhiều khi quả tú nó chỉ chiếm con khúc ở giữa, hoặc là một khúc ở đầu, hoặc là một khúc ở cuối gì đó thôi. Thì nếu như mà chiếm ở giữa thì mọi người, cái người đó sẽ có một cái khoảng thời gian sống cô đơn, cô độc một mình. Không nhiều người không có ngó ngàng tới mình thấy nó giống như là mình là người vô hình vậy đó. Rồi hoặc là có người thì sống, nếu mà cô đơn ở đoạn cuối của cuộc đời thì có thể là mình sẽ chồng mình sẽ mất sớm, mình phải sống cô độc ở quãng đời sau của mình. Đừng có quá lo lắng là quả tú nó chiếu mạng như thế nào là nặng nề. Và xét cho những người mà tuổi canh thân á, xem tử vi cho những người tuổi chịu cái sự chi phối của người tuổi canh thân á, nữ mạng á, thì sanh vào ngày 16 tháng 2 năm 1980 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 1981 là những người chịu sự chi phối của canh thân. Mà canh thân á thì như đã nói phải tùy thuộc vào tháng sinh. Có người ví dụ như sinh tháng 2 thì nặng nề ở Tân Dậu, từ tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 thì là tháng Giêng tới tháng 2 thì là cái người Tân Dậu, cái mệnh của người Tân Dậu vẫn đè lên mình nhiều, tức là nguyên cái đuôi của con gà chỉ có đầu chút xíu của con khỉ, cho nên là số rất là cực thật, đại loại như vậy. Còn tổng quan của cái thiên tính của người tuổi canh thân á, là do là cái can với lại can canh á, với lại cái địa chỉ tuổi thân á, đều là hành kim, cho nên là bà có thể nói là người canh thân là vốn dĩ của những người thích kim, yêu tiền và những người vận cái đầu nhiều hơn là tại chân. Hiếm có người canh thân nào là người lao động sản xuất lắm. Thường là người canh thân có thiên tính là về chuyện mua bán làm ăn, làm về tài chính có thể ghi số đề đó. Đó, ghi phơi rồi hay ghi số rồi đó, là mấy cái người canh thân rất là có số để làm. Cái đó là ghi thôi nha, chứ còn mà chơi thì còn không biết là sống chết làm sao. Tại vì mình có quen một vài người mình nói như thế này, anh ta nói là ảnh có thằng đó nó trúng số đề của anh đó, là 3 tháng nó trúng liên tục, trúng hoài luôn. Mà ổng nói như nè, kệ nó trúng thì cho nó trúng đi, nhưng mà nó trúng nhưng nếu mà nó về nó xây cái mã cha nó đó thì tao không ăn lại được thôi, chứ còn mà nó mua nhà, mua cửa, mua cái gì đó thì tao trước sau thì tao cũng ăn lại được. Cho nên là mình nói là cờ bạc là biết rồi ha, bác cũng bận, không thằng nào chơi đàn nào đâu. Có thể là lúc này mình hên, mình trúng liên tục gì đó, nhưng mà tới hồi mình xui mình cũng trúng, mình cũng trả lại liên tục thôi, chứ không có gì hết. Cho nên là vẫn thế, là lúc lên lúc xuống ha, bập bền. Người canh thân thì rất là thông minh, cho nên là thường người canh thân có thể kinh doanh cái này chứ không có chơi bài. Ok, cái điều đó là điều được. Như đã nói là do cái người canh thân thì nhiều cái clip trước mà nó nói con khỉ nó chỉ thua con người, nếu mà động trong các loài động vật bậc cao thì con khỉ nó chỉ thua con người một chút xíu thôi. Cho nên sự lém lĩnh thông minh là cái biểu hiện riêng của con khỉ ở trong cái 12 con giáp. Người tuổi thân thì đa phần rất là lém lĩnh, và người tuổi canh thân thì là người ta nói tướng tinh là xương con khỉ, nhưng mà tướng tinh lại là của con chó sói. Cho nên là người này đủ cái thông minh, đủ cái độc ác,
để mà có thể làm cái người nào mà bích lòng với mình, bán gia bại sản không còn đường để lùi, nhưng mà vấn đề là người này có chịu làm hay không thôi. Rất may là người canh thân đủ thông minh, đủ quyết đoán để làm, nhưng mà họ cái tâm của họ tương đối là lành, cho nên là nói là người canh thân thường khôn lắm. Cho nên là khôn thì chỉ mua bán làm ăn thì nó rất là tệ. Bất lợi duy nhất, có điểm xấu mà không tốt của các người canh thân đó là do thiên can nắm chữ canh thì số gọi là lo lắng giúp đỡ cho gia đình rồi này kia, nhưng mà không được công nhận đâu. Có việc gì đầu tiên mà mình sẽ phải làm người bị chửi, hoặc là mình làm được thì mình hay lo lắng cho anh chị em, nhưng mà tới lúc mình thất bại không anh chị em nào lo lắng được cho mình. Lý do có thể là họ mình quá giỏi, khi cả nhà mình luôn là nổi trội, có tiền hay thông minh hay này kia, tới hồi mình thất bại thì những người kia đâu có tiền đâu mà giúp mình. Đó là như vậy, đó là cái sự không tốt nhiều ở trong cái người canh thân. Thậm chí là cho đến con cái cũng vậy nữa. Mình không có số nhờ được con cái cho lắm. Trong các cái tuổi thì canh thân không có số nhờ được con cái. Nó không để cho cô đặt là mừng. Đó, thường với lại là số là ít con. Rồi, xét tử vi của năm thì năm Canh Tý là một năm thổ. Người canh thân là người mệnh thạch lụ mộc, cho nên xét về trụ mạng là mạng khắc năm, bổn mạng tương khắc năm, sức khỏe bổn mạng không được có tốt đẹp cho lắm, phải cần cẩn thận. Chủ khi mà bổn mạng tương khắc năm á thì cái phúc tinh và tài tinh nó cũng bị ảnh hưởng, không có phát huy tác dụng tốt nhất của nó. Để xem lát nữa mình xem coi phúc tinh tài tinh là những cái phúc tinh tài tinh nào, lúc nào xét cung mệnh mình tính. Bây giờ mình xét ở bên ngoài trước. Sao chủ của năm Canh Tý đối với người canh thân là một sao thổ tú. Đây là một khung tinh đem lại rối rắm và nạn tai. Mình sẽ nói sơ về cái thuộc tính của cái ngôi sao này. Sao thổ tú đó thì như đã biết, nó là hung tinh hành thổ, mang tới sự xung khắc thị phi nè, cuộc sống có nhiều trở ngại. Trở ngại này có thể là do là các người người ta làm không được, người ta đâm bị thấp thọc bị gạo, người ta thấy mình thành công người ta đâm bị thấp thọc bị gạo làm không có được, trong khi nhiều khi là mình khổ mà họ không biết ha. Rồi hoặc là ném đá dấu tay, sinh ra cái chuyện đáo tùng đình hoặc kiện thơ. Mọi sự trong cuộc sống đều không tốt, khởi tạo cái công việc mới ở trong năm này dễ gặp không thuận lợi, gia đạo coi chừng gặp bất hòa. Đó, chăn nuôi thì thua lỗ và làm ăn không có thuận lợi. Đó là cái thuộc tính chính của cái ngôi sao thổ tú. Nhưng mà đối với nữ canh thân thì thổ tú nó sẽ còn mang nhiều cái hung hại hơn, vì người là mệnh mộc tương khắc với lại cái sao này. Sao thổ tú sẽ đem đến nhiều hung hại nhất là vào tháng 4 và tháng 7 của năm Canh Tý đối với người canh thân nữ mạng. Cho nên là nhớ cẩn thận. Nhiều khi cái năm đó mình lát xét vận thế thì nó không có gì quá xui xẻo, nhưng mà cái sao thổ tú quá hành thành quá mạnh thì nó vẫn cũng đem đến xui xẻo thôi. Nhưng mà mình nhớ là tháng 4 là tháng tỵ, tháng 7 là tháng thân, thì hai tháng đó là có vẻ là không tốt đẹp lắm cho cái người của mình. Nằm trong dịch tây dần thân tỵ hợi, nhưng mà thân tỵ thì ngoài là nó là lục hợp chứ không phải lục xung, cho nên nhiều khi nó cũng sẽ kéo bớt được ha. Rồi hạn của năm là hạn huỳnh tiền. Người ta nói gặp hạn huỳnh tiền đề phòng bệnh nặng. Hạn huỳnh tiền là hạn xấu chủ về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tiền dễ bị bệnh tật nghiêm trọng hoặc là tai nạn, làm cho mình sức khỏe không bị giàu. Mưu cầu danh lợi và công việc thì khó tránh, khó thành, dễ xảy ra thất bại do trở ngại về mặt sức khỏe. Cho nên là cẩn thận ha. Vận niên là một vận niên cũng xấu chứ không tốt. Vận niên là vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt. Âm tỉnh, tỉnh ở đây không phải là cái tỉnh nha. Tỉnh ở đây là cái giếng, là tiếng Hoa. Cho nên là báo hiệu một năm là không thuận lợi, nhiều trở ngại, làm việc gì cũng gặp cái sự trục trặc, khó chịu cho bản thân, giống như mà bị trói buộc vậy đó. Nhưng mà phải nên kiên trì. Chứ mà năm này
gặp sao thổ tú vận niên như thế này mà vội vã lắm vội thì dễ cái thất bại càng nặng nề hơn thôi, không có được tốt đẹp đâu. À đó là cái vận niên. Thiên can, xét về chủ thiên can, chủ về công việc, có cái gì hay không thì thiên can chữ canh của canh thân gặp chữ canh của canh tí là đồng hành tương trợ, người ta nói thuận lợi nhiều điều ở trong công việc. Địa chi thân gặp tí là thân tí thìn thuộc nhóm tam hợp, đây là một cái địa chi tốt đẹp. Người ta nói tam hợp hóa giải tam tai, hy vọng rằng với cái tam hợp địa chi như thế này sẽ phần nào hóa giải bớt được cái sự hung hại của cái sao chủ hợp thổ tú đối với cái bộ mạng của nữ mạng canh thân. Đó là một cái điều mà mình cũng sẽ hy vọng. Cơ bản cái tử vi của canh thân nữ mạng ở trong năm canh tí thì ngoài cái sao hạn vận niên không được tốt, địa chi và thiên can là khá tốt đẹp, mạng cũng không được ok cho lắm ha, nhưng mà công việc và gia đạo là một cái điều gì đó ngon lành. Người ta nói có tam tài của năm, có tam hợp của năm thì hy vọng sẽ điều một điều tốt đẹp. Bây giờ mình xét xem coi là các cái phúc tinh tài tinh ở trong cung mệnh của mình nó sẽ là sao. Cung đặc mệnh của cái người canh tí nữ mạng á thì có các sao như là thiên khôi nè, thiên trù, thiên mã, tăng môn, cô thần, phi liên, bệnh. Chà, có tăng môn hả? Tăng môn, cô thần, thiên khôi, thiên trụ, thiên mã, tăng môn, cô thần, phi liên, bệnh. Đây là cái bộ sao có thiên khôi, thiên trụ, thiên mã thì là đi xa, mua bán lao động thành công. Tuy nhiên có tăng môn đi trước cô thần và phi liên, bệnh thì đây là bộ sao xấu, đây là những phá và bại tinh, đặc biệt là tang môn cô thần thì rất có nhà, rất gia đình của mình sẽ dễ có cái việc tan chế, cái việc mà có tang đó, có tang ở trong gia đạo hoặc có người mất là đàn ông ha. Mà người này mất thì phải không qua bệnh mới mất chứ không phải đột ngột, hoặc là người này đã bệnh lâu. Phi liêm đi trước cô thần, đi sau cô thần thì đó là điều chắc chắn sẽ có như thế, cho nên là cung mệnh của mình năm nay phải đề phòng cái việc tan. Tan môn này đi trước cô thần thì phần đông nghiêng về nam mạng, tuy nhiên có thể nó cũng là có thể là các bậc trưởng thượng ở trong gia đình, cho nên là có thể là cha mẹ của mình, cho nên là người canh thân nếu có cha mẹ, đặc biệt là cha có bệnh thì cố gắng kèm cặp để mà ông vượt qua. Rồi cung xung chiếu thì có các sao như lộc tồn bác sĩ, tràng sinh bạch hổ. Cung xung chiếu vẫn có nhiều tài lộc đang đón chờ mình ở trong cái năm canh tí này. Bác sĩ tràng sinh bạch hổ, bác sĩ tràng sinh đi không có tiểu hao thì cũng đỡ, nhưng mà về mặt sức khỏe thì không được tốt đẹp cho lắm, đặc biệt là các em mà có thai nghén ở trong cái năm canh tí này nhớ cẩn thận, cần yên tĩnh mà tịnh dưỡng, chứ nếu không là sẽ có chuyện không lành với bạch hổ đi sao tràng sinh. Càng yên tĩnh thì càng tốt, đừng có manh động dễ bị động thai ha. Cung nhị hợp thì có các sao thiên quan, lưu niên văn tinh, tuyệt đại hao trực phù. Đây là một cái bộ sao có đại hao, tức là có hao tốn tiền bạc, có sự tiêu pha nhiều, đặc biệt là lưu niên văn tinh. Lưu niên văn tinh thì là một thiên quan và lưu niên văn tinh là một cặp phúc tinh, tuy nhiên là bị tuyệt ha. Ở phía sau từng triệt tuyệt này, nó ở phía sau nó làm cho mất đi cái sự tác dụng khởi đầu của một cái sự việc gì của năm canh tí. Đối với người canh thân nữ mạng đều có tốt đẹp, tuy nhiên càng về sau nó càng gây ra hao tốn. Đó là những cái điều mà nó không được ok lắm cho cái người mà tuổi canh thân ở trong năm nay. Như vậy thì xét chung cái nội tại, cái cung đặc mệnh, cung xung chiếu, cung nhị hợp,
và thì thấy rằng là có khá nhiều cái phúc tinh bên cạnh một số phá và bại tinh mang cái nhiều cái điều mà có thể không tốt đẹp. Còn cung tâm hợp thì có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quang Đới. À, đây là bộ sao rất tốt đẹp cho những người làm ở trong cái cơ quan hạn xưởng và cơ quan nhà nước. Rất dễ có cái việc thăng quan thăng lương. Thăng quan tăng lương ở trong cái năm tam hợp địa chi như thế này. Tuế phá thiên hư. Tuế phá thiên hư, thiên khốc. Triệt. À, bộ sao tuế phá thiên hư, thiên khốc thì bị triệt án ngữ. À, đây là tuế phá thiên khốc, thiên hư, nếu mà không có triệt ở lần sau là đem rất nhiều rắc rối cho bản thân mình. Tuy nhiên là tức là có thể hiểu nôm na như thế này là năm nay mình sẽ có gặp sự chống phá, gặp sự không tốt đẹp. Có thể là trong công việc của mình bị người này châm, bị thóc, đọc, bị gạo rồi làm cái kia, nhưng cuối cùng hết thì mình vẫn có cái sự tốt đẹp để mà mình vượt qua. Đặc biệt đó là trong cung tam hợp thì có cái sao Giải Thần và Phượng Cát. À, thì nó đi trước cả Phục Binh và Địa Võng, cho nên là cái sao Giải Thần mình đã nói nhiều rồi, là đệ nhất, giải tỏa, hóa giải các cái phá và bại tinh ở trong cái cung mà nó đứng. Trong cung tam hợp tức là cái cung đối diện với mình, đối tác rồi quan hệ bạn bè, quan hệ đồng nghiệp, sếp rồi này kia đó, là nói trong cái nằm trong cái cung tam hợp này thì có gây ra bao nhiêu khó khăn này nữa thì cũng có Giải Thần, có sự may mắn, có Phượng Cát Giải Thần này để mà đi khống chế, đi mà dọn dẹp, cho nên là có làm gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến mình được. À, đây là một trong những cái điều rất là tốt đẹp ở trong cái phúc tinh Giải Thần và Phượng Cát. Trong cung tam hợp này cũng có điếu khách và thai. Điếu khách và thai, có khách từ phương xa. Và đặc biệt là cung tam hợp này, nãy giờ ở trong cái cung tam hợp này đã có rất là nhiều cái, vừa cung tam hợp vừa cung dị hợp thì đều ảnh hưởng đến thai. Chẳng lẽ rằng là 40 tuổi, 41 tuổi rồi mà mấy em cũng còn muốn có thai, thấy không? Thì cái này có thể là không đúng lắm, nhưng mà đo sao ra như thế nào thì anh sẽ trình bày như thế đó. Có điếu khách này là có khách phương xa đến tìm, có bạn bè phương xa đến tìm. Tuy nhiên điếu khách này đi sao Phục Binh thì nếu như bạn cũ lâu ngày không gặp lại, thì coi chừng đây là bạn không có tốt ha, bạn để lại lựu đạn cho mình á, cho nên nhớ cẩn thận nha. Người canh thân thì rất là mũi lòng ha, dễ chơi với bạn lắm, mà toàn chơi với bạn toàn hướng lựu đạn không à, nhưng mà cũng vẫn thích chơi, tại vì chữ canh này ít bạn, đúng không? Gặp bạn cũ nữa mà lâu ngày gặp lại là quý lắm, coi chừng nha. Mà bạn cũ này là đang không có gia đình, sẽ đem đến nhiều cái điều không tốt đẹp cho mình lắm, đặc biệt là với địa, với đất ha, cái gì đó thuộc địa mà người này đem lại cho mình là không tốt đẹp nha. Rồi, đó là sơ khởi cái tử vi của cái năm canh tí đối với người nữ mạng canh thân, một trong những cái tuổi mà mình nói có khá nhiều cái sự thông minh, tuy nhiên là không tốt đẹp lắm về mặt tình cảm anh em cha mẹ ha. Rồi, xem vận hạn 6 tháng đầu năm của năm canh tí đối với người canh thân nữ mạng nó sẽ ra sao. Hy vọng rằng nó cũng có nhiều điều tốt đẹp ha. Đầu tiên hết là tháng giêng của năm canh tí. Tháng giêng của năm canh tí là tháng Mậu Dần, một tháng thổ. Như vậy là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Năm khắc, năm là năm thổ rồi, mình cũng là năm mộc khắc thổ. Bây giờ xuống tháng, tháng cũng mộc khắc thổ, cho nên bổn mạng cần cẩn thận. Người canh thân coi chừng xây sát tay chân ở trong cái tháng tháng giêng và tháng hai tháng thổ. Thiên can Mậu và canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Mậu là thổ, nạp âm ngũ hành của canh là kim. Như vậy là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành.
cho nên có thể nói công việc tài lộc vẫn có nhưng không quá lớn. À, năm tháng tháng giêng và tháng tết mà không chi là mừng rồi ha. Địa chi thì dần gặp thân, dần thân là thuộc nhóm lục hợp. À quên lộn, thuộc nhóm lục xung, lộn dần thân lục hợp là ăn mày á. Cho nên gia đạo tình cảm nhiều buồn phiền âu lo. À, dù rằng là tháng tết nhưng mà không có được vui vẻ trong chuyện gia đạo tình cảm lắm. À rồi. Đó là tháng giêng. Tiếp đến là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão. Tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy bổn mạng cũng sẽ giống như tháng giêng, mộc khắc thổ. À bổn mạng cần sức khỏe, cho nên hồi nãy mình nói là cẩn thận xây sát tay chân, à, không tốt đẹp cho lắm về cái bổn mạng sức khỏe. À thiên can thì canh kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của mậu kỷ là thổ, canh là kim, cho nên nạp âm ngũ hành là tương sinh, cũng giống như tháng giêng, tiếp tục có tài lộc nhưng không lớn, nhỏ nhỏ thôi. Địa chi mão thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Tháng 2 về mặt tình cảm gia đạo tốt đẹp hơn tháng giêng. À điều này ngon êm. À rồi. À, tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. À năm Canh, tháng Canh, tuổi chữ Canh luôn, ba chữ Canh. À, à mà tháng Canh Thìn thì là kim. À mệnh xét về trụ mệnh thì là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng đề phòng tai nạn phạm thân. Mà đã thiên can chữ Canh thì đồng hàng, công việc nhiều thuận lợi, tài lộc dễ phát sinh. À ngon, tháng có tiền, tháng công việc không có vấn đề gì hết. À, địa chi thì thân tí thìn thuộc nhóm tam hợp. À, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cái tình cảm và các mối quan hệ trong công việc làm ăn. À ngon lành ha. Như vậy tháng 3 cũng tiếp tục là một tháng về bổn mệnh phải cần cẩn trọng một chút xíu. Hãy nên nhớ là mình năm nay có thêm cái hạn huỳnh tiền của năm, là hạn của bệnh nặng, phòng bệnh nặng nữa. Tháng khắc năm thì là bị tương khắc ha, mình tương khắc năm, tới tháng là tháng khắc mình thì nên cẩn trọng cái mặt sức khỏe một tí xíu. Tháng này có thể gây cái bệnh nặng hoặc là gây những cái tai nạn, gây những cái việc mà ảnh hưởng bổn mạng của mình rất là nặng nề, cho nên là các em thì anh phải cực kỳ cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng tư. Tháng tư âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ, tức là một tháng kim. À, như vậy cũng giống như tháng 3 với kim khắc mộc, à, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng nhiều điều, đề phòng những cái tai nạn phạm thân của mình. À, đây là một cái dấu hiệu của hai cái tháng, bốn cái tháng đầu năm là bổn mạng sức khỏe của mình đều có vấn đề, và tháng 3 tháng 4 nặng nề hơn. Rồi thiên can tân canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành cả tân và canh là thuộc kim, cho nên công việc cũng tiếp tục cũng sẽ tốt đẹp, không có vấn đề gì, thậm chí là còn ngon lành hơn cái tháng tư. Tháng ba, địa chi dần thân tỵ, thân tỵ, à cặp tứ hành xung này nó đặc biệt, dần với hợi là lục hợp, thân với tỵ cũng là lục hợp. Thân tỵ lục hợp là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho những cái tình cảm, công việc và các quan hệ xã hội. Cũng giống như tháng 3 vậy đó, với thân tí thìn, còn ở dưới này là thân tỵ lục hợp. À cho nên là tình cảm tốt đẹp, không có vấn đề. Một chút gì đó là tương trợ cho cái quan hệ trong công việc. Tuy nhiên với tháng 3 tháng 4 là mình nhắc lại, hai tháng kim nó khắc cái bổn mạng mộc của mình, cho nên là bổn mạng cũng rất là yếu. Bên cạnh cái sự bổn mạng yếu đó, phúc tinh và tài tinh, đặc biệt là cái phúc tinh giải thần và phượng cát ở trong cung tam hợp sẽ bị yếu đi, mất đi cái tác dụng, mà mất đi tác dụng thì sẽ để phá và bại tinh hoành hành. Và hai tháng này là hai tháng dễ gặp lại bạn phương xa, nếu như mà có điều phục binh đi trước điếu khách thì rất là dễ gặp lại bạn phương xa, rất trở lại cái tình cảm tốt đẹp. À, nhiều khi nó trở lại tình cảm tốt đẹp chứ qua hết tháng hai tháng này nó quất mình cái bạc, mất khúc tiền hoặc là mất khúc đất là gì đó là rất là phiền toái ha. Tháng tiếp theo của năm Canh Tý đó là tháng tháng năm âm lịch
Tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh là mộc đồng hành, bổn mạng sức khỏe ok, không vấn đề ha. Sau 4 tháng có bổn mạng sức khỏe cần phải đề phòng, thì tới tháng thứ 5 mình thấy ổn rồi, về bổn mạng rồi đó. Thiên can thì chữ Nhâm và chữ Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Điều này tốt đẹp cho công việc, không có vấn đề gì. Nhưng Nhâm là thuộc thủy, Canh là thuộc kim, nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Mà nạp âm ngũ hành sinh xuất kim sinh thủy như thế này thì rất dễ hao tài. Nãy giờ thấy diễn biến mình vẽ ra không? Có thể là tháng 3, tháng 4 tốt đẹp ha, bạn bè xuất hiện ok. Tháng 5 bạn bè nó chơi dần dỗ liền, tổn đèn. Nhưng mà chắc là có đề phòng cho nên là hoặc là đầu tư cái gì đó, tiền bạc, cái đó là mình nói vui thôi, cái câu chuyện thôi, chứ còn mình không khẳng định điều đó. Thì có thể là cái tháng 5 này mình phải ra tiền đầu tư, hoặc là mình hao tốn nhưng mà nằm trong cái tính toán của mình ha. Thiên can như vậy, địa chi thì thân với ngọ là tự chủ bình hòa, không hành hại cũng không xung khắc nhau, cho nên tình cảm gia đạo cũng không vấn đề, không có quá nhiều qua buồn phiền âu lo, đừng có phải lo lắng quá nhiều. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, mà tháng Quý Mùi thì tiếp tục là một tháng ngọc, cho nên bổn mạng cũng dễ sống sẽ giống như là tháng 5, hai tháng này nó giống nhau, cho nên bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, không phải cần lo lắng về bổn mạng sức khỏe của mình cả. Tốt, ok. Thiên can thì chữ Canh, chữ Quý cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã ở trên, Nhâm và Quý thì đều thuộc nạp âm ngũ hành thủy, Canh thì kim, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên có thể gây ra hao tốn tiền bạc một chút xíu, hoặc là cái sự hao tốn nó không quá to lớn. Ổn, ok. Được ha, coi bộ là chơi được. Địa chi thân mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng có sông có xung khác nhau. Như vậy thì tình cảm và gia đạo không có việc gì quá lớn lao. Ngon lành ha. Đó là vận hạn 6 tháng đầu năm Canh Tý đối với tuổi của mình. Nhưng mà nên nhớ nè, mình đã nói rồi, trong cái 6 tháng đầu năm này có tháng 4 là cái tháng sau thổ tú, nó hoành hành rất là mạnh mẽ. Cho nên dù rằng có địa chi lục hợp hoặc là có địa chi lục hợp nhưng mà bị mạng tương khắc như thế này, mà cặp sao thổ tú phát huy thế tác dụng thì cũng phải đề phòng nhiều điều, đặc biệt là bổn mạng của mình. Và trong cái bổn mạng của mình như đã nói trên là có giải thần và phượng cát trong cái cung tam hợp, nhưng mà nó bị khống chế bởi cái sự mệnh của tháng, thì tháng 4 vẫn là tháng mà mọi người cần phải đề phòng một tí xíu, cả về bổn mệnh của mình cũng như công việc làm ăn và gia đạo. Rồi, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ một số thông tin về tử vi của năm Canh Tý năm 2020 đối với người nữ mạng Canh Thân sinh năm 1980. Hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa chia sẻ nó là một cái hành trang nhỏ để mọi người ứng dụng vào cuộc sống, để mà có cái năm 6 tháng đầu năm Canh Tý được thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, biết cương nhu như thế nào đó để vượt qua những khó khăn, có được cái tài lộc nhất định. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Canh Thân khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới, đặc biệt là kênh Tử Vi và Phong Thủy. Xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc người thân. Rất vui hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.